đây là sự kiện được tổ chức vào mỗi 4 tháng. Thì 4 tháng trước đã bắt đầu rồi. Đó là những chương trình, nội dung, rồi những người diễn giả và tất cả mọi cái được chuẩn bị trong vòng 4 tháng. Và đây là kết quả của cái quá trình chuẩn bị đó. Giống như tôi vậy, hãy bắt lấy cái cơ hội này và mình sẽ cùng nhau thành công từ New Skin. Mục tiêu của sự kiện này là giúp những người đã làm việc trong thời gian qua họ được tuyên dương. Tại vì trong công việc nào cũng vậy, cái sự tự tin vào công việc và bản thân là một cái điều rất quan trọng để giúp cho họ thành công. Thì khi họ tới đây, chính bản thân họ được tuyên dương những cái thành tích. Đồng thời những người khách mời, họ được thấy những người trên sân khấu là những người giống như họ và cũng có thể làm được việc này. Thì giúp cho họ có cái niềm tin rằng họ cũng có thể thành công trong công việc này.